Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Hóc Môn phối hợp cùng công an thành phố Hồ Chí Minh lấy lời khai đối với nghi can Nguyễn Thành Tâm, 27 tuổi, ngụ huyện Cử Chi để xử lý về hành vi giết người và cướp tài sản. Trước đó, các đơn vị công an thành phố Hồ Chí Minh và công an tỉnh Long An đã phối hợp để truy lùng, Đến sáng ngày 9 tháng 1, đã bắt giữ được nghi can Nguyễn Thanh Tâm đang lẩn trốn tại khu vực rừng cây ở ấp 7 xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Qua đấu tranh, nghi can Tâm thừa nhận hành vi phạm tội. Cụ thể, Tâm Khai đang thất nghiệp và túng thiếu nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Trưa ngày 6 tháng 1, Tâm đến quán cà phê ven quốc lộ 22 để ngồi tính toán kế hoạch. Khi thấy trong quán có duy nhất nữ nhân viên chị NTNP, 22 tuổi, thì quyết định chọn đây là mục tiêu gây án. Tâm trò chuyện để thăm dò tình hình. Khi chị P vừa quay lưng vào trong, Tâm dùng hung khí tấn công, đâm liên tiếp vào người khiến chị P gục tại chỗ. Khi chị P kêu cứu, Tâm tiếp tục đâm chém. Sau khi gây án, Tâm cướp xe gắn máy của chị P rồi tẩu thoát. Tâm khai ý định là sẽ bán xe để trốn sang Campuchia. Tuy nhiên, biết khu vực biên giới bị lực lượng công an chốt chặn nên chạy về hướng Long An. Bị công an truy lùng, Tâm vứt lại xe để lần trốn nhưng cũng không thoát. Như đã thông tin, trưa ngày 6 tháng 1, có một số người dân ở xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, nghe tiếng tiêu cứu phát ra từ kiosk ốt quán cà phê ven quốc lộ 22. Khi người dân chạy đến thì phát hiện một người đàn ông lấy xe gắn máy chạy vội vàng rời khỏi quán cà phê. Khi vào bên trong để kiểm tra, người dân phát hiện một nữ nhân viên quán cà phê là chị NTNP, 22 tuổi, nằm bị thương nặng. Người dân hô hoán khẩn trương đưa chị P đi cấp cứu, nhưng chị này đã tử vong. Qua điều tra, công an đã xác định nghi can gây án là Nguyễn Thanh Tâm là người sát hại chị P, cướp lấy xe gắn máy cùng một số tài sản khác rồi chạy về hướng Long An. Cũng trong sáng ngày 9 tháng 1, sau khi bắt giữ được Tâm, các lực lượng đã di lý về công an huyện Hóc Môn để phục vụ công tác điều tra. Tối ngày 8 tháng 1, Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng cho biết tạm giữ hình sự Trần Đình Duy, 34 tuổi, chú tổ 8, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ để điều tra, xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ. Kết quả điều tra ban đầu xác định, sáng ngày 8 tháng 1, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng do Thiếu tá Nguyễn Hữu Tiến Lên làm tổ trưởng, tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 14B. Quá trình làm nhiệm vụ, đến đoạn trước nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư số 8, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, tổ công tác phát hiện Trần Đình Duy chạy xe máy chở 15 cây sắt đi không đúng làn đường, nên thiếu tá Nguyễn Hữu tiến lên ra hiệu lệnh dừng phương tiện. Thấy hiệu lệnh, Duy cho xe máy giảm tốc độ, tuy nhiên, khi thiếu tá lên đến kiểm tra thì lập tức Duy dồ ga, lao xe về phía trước, xe máy của Duy tông và kéo lê thiếu tá lên trên mặt đường khoảng 4 mét. Sau đó Duy bỏ chạy về hướng cầu vượt Hòa Cầm bị người dân phối hợp cùng công an quận Cẩm Lệ tổ chức truy đuổi và bắt giữ. Theo thăm khám ban đầu, thiếu tá Nguyễn Hữu Tiến Lên bị chấn động não, gãy nền đốt gần ngón năm bàn tay phải, đa chấn thương phần mềm, đang được điều trị tại bệnh viện. Vụ việc được lực lượng công an điều tra xử lý theo quy định pháp luật. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện cao điểm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tối ngày 7 tháng 1, Tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông, trật tự và công an xã Hiệp Phước, công an huyện Nhà Bè đi tuần tra, kiểm soát cơ động, kết hợp kiểm soát tại một điểm theo kế hoạch. Lúc 20 giờ 20 phút tại khu vực văn phòng ấp 1 số 725 Nguyễn Văn Tạo, ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, tổ công tác phát hiện anh NXT, 35 tuổi, quê Tây Ninh, chạy xe máy có biểu hiện say xỉn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, yêu cầu xuất trình giấy tờ có liên quan. Kết quả đo cho thấy anh Tê vi phạm nồng độ cồn 0,925 mg trên một lít khí thở. Anh không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe và căn cước công dân. Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính các lỗi vi phạm, tạm giữ và niêm phong xe mô tô theo quy định. Anh Tê đã ký tên xác nhận vào các biên bản do lực lượng chức năng lập. Một tiếng sau, anh Tê cầm theo hai chai nhựa chứa xăng, vừa đi vừa đổ xăng lên người và đi thẳng vào văn phòng ấp 1, nơi tổ công tác đang làm việc, dùng bật lửa tự thiêu. Ngay lập tức, tổ công tác cùng người dân dập tắt đám cháy và đưa anh Tê đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Nhà Bè. Vì vết thương quá nặng, sau đó anh Tê được chuyển lên bệnh viện trợ rẫy. Đến 8 giờ 55 phút ngày 8 tháng 1, anh Tê tử vong tại bệnh viện trợ rẫy. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Nhà Bè đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Nhà Bè, Công an xã Hiệp Phước khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ xác minh điều tra vụ việc. Qua làm việc với người yêu của anh T là chị TTBT, ngụ huyện nhà bè và một số người liên quan, bước đầu công an xác định anh T và chị BT quen biết nhau từ tháng 11 năm 2022. Sau thời gian sống chung như vợ chồng, hai người thường xảy ra mâu thuẫn, anh T hay ăn nhậu, ghen tuông và đánh đập chị BT. Trong một lần mâu thuẫn, anh T dùng kéo đâm và dùng điện thoại đánh vào đầu bạn gái. Do sợ hãi, từ ngày 30 tháng 12 năm 2023 đến nay, chị BT chuyển về ở cùng gia đình nhưng không nói cho người yêu biết. Từ thời điểm này, anh Tê thường liên lạc và thông qua nhiều mối quan hệ đe dọa sẽ giết chị Tê và người nhà. Đến chiều ngày 7 tháng 1, trong khi đi tìm nơi ở mới của người yêu, anh Tê gặp một người bạn của chị này và tâm sự là hai người không còn sống chung, bản thân buồn chán và có ý định giết chị BT. Tối cùng ngày, anh Tê liên tục gọi điện cho chị BT nhưng do bận công việc nên chị không nghe điện thoại. Trích xuất nội dung điện thoại của anh T, cơ quan công an ghi nhận có nhiều đoạn tin nhắn thoại trên Zalo và nhiều video clip anh T tự quay gửi cho bạn gái với nội dung sẽ tự tử tại văn phòng ấp 1, nơi tổ công tác đang làm việc. Theo công an thành phố Hồ Chí Minh, việc tổ công tác của công an huyện Nhà Bè kiểm tra nồng độ cồn đối với anh NXT được thực hiện theo kế hoạch. Quá trình kiểm tra lập biên bản được thực hiện đúng theo quy trình quy định. Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai vừa qua có quyết định đình chỉ chức vụ trụ trì chùa Từ Đức ở xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu đối với tu sĩ Thích Nhuận Nghi, tức Lê Trung Hai. Tu sĩ này cũng bị đình chỉ chức vụ phó trưởng ban trị sự, trưởng ban giáo dục Phật giáo Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Vĩnh Cửu, nhiệm kỳ năm 2021-2026. Thời gian đình chỉ từ hôm 8 tháng 1 cho đến khi có kết luận chính thức của ban thường trực, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Theo ban thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, tu sĩ thích nhuận nghi có những hành vi thiếu chuẩn mực trong sinh hoạt và tu học của một tu sĩ để xảy ra mất đoàn kết nội bộ tại tu viện gây ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội các cấp và tự viện vì vậy giao cho ban thường trực ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam huyện vĩnh cửu tiếp nhận quản lý tài sản chung của giáo hội 6 tỷ đồng và hoạt động của chùa từ đức trước đó mạng xã hội xuất hiện hình ảnh được cho là của tu sĩ thích nhuận nghi có hành động không chuẩn mực với tư cách một tu sĩ phật giáo và vi phạm giới luật phật chế ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội của tăng ni phật tử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định ngày 19 tháng 1 mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án 3 cựu công an bắn dê xảy ra ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Trước đó, ngày 12 tháng 10 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm. Tuy nhiên, do vắng mặt bị hại và nhân chứng, nên hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa. Các bị cáo gồm Nguyễn Văn Nhân, cựu đại úy, Bùi Đình Việt và Bùi Tiến Tùng cùng là cựu thượng úy. Họ chịu cáo buộc bắn chết dê của người dân hồi cuối tháng 6 năm 2023. Cáo trạng thể hiện, vào trưa ngày 26 tháng 6 năm 2023, các bị cáo Nguyễn Văn Nhân, Bùi Đình Việt và Bùi Tiến Tùng đi ô tô mang theo một khẩu súng hơi vào khu vực núi Màu Gà, thôn Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức để bắn chim. Họ sau đó lại bắn chết hai con dê vì cho rằng là dê núi. Người dân khi phát hiện việc này đã chặn ba người cùng chiếc ô tô lại để yêu cầu cơ quan chức năng đến giải quyết. Hôm sau, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giam cả ba bị cáo. Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cũng ra quyết định tước danh hiệu công an nhân dân với ba người này. Gia đình ba bị cáo sau đó đã gặp người có dê bị bắn chết để xin lỗi và bồi thường 20 triệu đồng. Ba bị can này sau đó bị truy tố về tội trộm cắp tài sản.